chào quý chủ tọa, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thành Thư, đang công tác tại Bệnh viện Truyền máu huyết học. Hôm nay tôi xin trình bày về đề tài đánh giá hiệu quả và độc tính của các phác đồ điều khiển hóa diện tủy trước ghép ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy tại Bệnh viện Truyền máu huyết học. Phần trình bày của tôi gồm có 5 phần: đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận và cuối cùng là kết luận. Đặt vấn đề: đối với bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy không phải nhóm M3 thì mục tiêu điều trị đối với nhóm này là điều trị nuôi bệnh càng sâu càng tốt để tránh nguy cơ tái phát, và điều trị gồm có điều trị tấn công và điều trị sau nuôi bệnh. Đối với điều trị sau nuôi bệnh thì gồm có điều trị củng cố, điều trị ghép tế bào gốc và điều trị duy trì. Về chỉ định ghép tế bào gốc thì đối với nhóm tiên lượng tốt, thường thì chúng ta sẽ tiến hành tự ghép tế bào gốc. Đối với nhóm tiên lượng trung bình thì có tự ghép và dị ghép tế bào gốc. Còn đối với nhóm tiên lượng xấu thì dị ghép tế bào gốc. Về phác đồ điều khiển hóa, đối với nhóm bạch cầu cấp dòng tủy thì phác đồ điều khiển hóa cổ điển là phác đồ gồm có busulfan và cyclophosphamide hoặc là busulfan kết hợp với PPI. Tuy nhiên, phác đồ điều khiển hóa busulfan và cyclophosphamide có rất nhiều độc tính. Vì vậy, các nhà nghiên cứu người ta đổi cyclophosphamide thành fludarabine, gọi là phác đồ điều khiển hóa buflu. Thì phác đồ điều khiển hóa buflu nó có fludarabine trong đó. Fludarabine thì không cùng nhóm ankin với busulfan nên không làm tổn hại nguồn dự trữ glutathione tại gan dành để chuyển hóa busulfan. Ngoài ra, fludarabine có cơ chế tác động khác với busulfan nên sẽ có tác động hiệp đồng với busulfan. Thì có nhiều nghiên cứu trên thế giới người ta thấy rằng OS và DFS của hai nhóm phác đồ Busai và Buflu thì tương đương với nhau. Về phác đồ điều khiển hóa Busai thì busulfan sẽ được sử dụng vào từ N-7 đến N-4 trước ghép với liều là 4mg bạc ký một ngày đối với busulfan uống. Còn đối với busulfan truyền tĩnh mạch thì là liều 3,2mg bạc ký một ngày. Còn andoxan được sử dụng với liều 60mg bạc ký một ngày vào N-3 và N-2. Truyền tế bào gốc được thực hiện vào N0 và dược phẩm GPHD bằng cyclosporin và methotrexate. Còn phác đồ điều khiển hóa Buflu thì busulfan được truyền tĩnh mạch với liều là 130mg mét vuông ngày vào N-6 đến N-3 trước ghép. Fludarabine được dùng với liều 60mg bạc ký ngày từ N-6 đến N-3 và truyền tế bào gốc vào N-0, cũng được dự phòng GVHD bằng cyclosporin và methotrexate. Thì trước đây tại Bệnh viện Truyền máu huyết học cũng sử dụng phác đồ điều khiển hóa cổ điển là Busai cho bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy ghép. Và từ năm 2006 thì tại bệnh viện áp dụng thêm phác đồ là Buflu. Và để đánh giá hiệu quả và độc tính của hai phác đồ điều khiển hóa này thì chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài này. Về mục tiêu nghiên cứu thì mục tiêu tổng quát là đánh giá hiệu quả và độc tính của các phác đồ điều khiển hóa diệt tủy ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy từ năm 2005 đến 2019 tại Bệnh viện Truyền máu huyết học. Mục tiêu chuyên biệt gồm có 3 mục tiêu. Thứ nhất là xác định tỷ lệ một mảnh ghép ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy được sử dụng hai phác đồ điều khiển hóa diệt tủy. Thứ hai là xác định tỷ lệ các biến chứng xảy ra sau ghép. Thứ ba là xác định DFS, OS và tỷ lệ tái phát sau ghép ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy. Phương pháp nghiên cứu thì thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu mô tả hàng loạt ca. Về dân số lấy mẫu thì lấy tất cả bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy được dị ghép tế bào gốc với phác đồ điều khiển hóa diệt tủy tại Bệnh viện Truyền máu huyết học từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 12 năm 2019. Cỡ mẫu là chọn toàn bộ
các bệnh nhân thỏa các tiêu chuẩn trần bệnh. Thì mẫu nghiên cứu của chúng tôi gồm có 71 bệnh nhân, trong đó 50 bệnh nhân sử dụng phác đồ Bullseye và 21 bệnh nhân sử dụng phác đồ Buflu. Về tiêu chuẩn trần bệnh thì thỏa mãn tất cả các điều kiện là trẻ em và người lớn, bệnh nhân được dị ghép từ người cho đồng huyết thống phù hợp HLA-10/10, sử dụng phác đồ điều kiện hóa diệt tỷ Bullseye hoặc Buflu. Tiêu chuẩn loại trừ thì không đủ các tiêu chuẩn chọn bệnh ở trên hoặc có một trong các tiêu chuẩn sau: dị ghép lần 2 trở lên, dị ghép từ người cho không đồng huyết thống hay người cho nội phần hợp, hồ sơ bệnh án không đầy đủ. Về sơ đồ nghiên cứu thì đầu tiên sẽ lập danh sách bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy được dị ghép với các phác đồ điều kiện hóa diệt tủy, rồi thu thập số liệu thì gồm có thu thập những số liệu trước ghép và sau ghép. Trước ghép thì thu thập các dữ liệu như là phác đồ điều kiện hóa, thời gian hồi phục bạch cầu, thời gian hồi phục tiểu cầu và các biến chứng sau ghép. Đối với thông tin sau ghép thì sẽ thu thập các dữ liệu về thời điểm tái phát, thời điểm tử vong nếu có. Phương pháp thu thập số liệu thì hồi cuốn hồ sơ bệnh án, các dữ liệu được thu thập theo phiếu thu thập số liệu. Phương pháp xử lý số liệu thì sử dụng phần mềm vi tính SPSS để xử lý và phân tích số liệu. Giá trị B nhỏ hơn 0.05 được xem là có ý nghĩa thống kê. Về phần kết quả và bàn luận, đầu tiên về đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu thì tuổi trung vị lúc ghép là 35 tuổi. Tuổi này không có sự khác biệt giữa hai nhóm Bullseye và Buflu. Về giới tính thì nam và nữ tương đương nhau. Tỷ lệ này cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm sử dụng Bullseye và Buflu. Về đặc điểm chẩn đoán thì chủ yếu đa số bệnh nhân thuộc nhóm là bạch cầu cấp dòng tủy mới chẩn đoán, đặt CA. Và một số ít còn lại là bạch cầu cấp dòng tủy tái phát hoặc thứ phát, thì tỷ lệ này cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm Bullseye và Buflu. Về điểm HCTCI thì chủ yếu là bệnh nhân không có điểm nào, và cái tỷ lệ này cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu. Về chỉ số DAI thì phân thành nhóm nguy cơ thấp, trung bình và cao thì cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu. Về lượng tế bào CD34 được truyền thì trung bình cả nhóm là 7.2 x 10^16 trên ký, nhóm Bullseye là 7.31 và Buflu là 7.2, thì cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu. Về việc đánh giá một mảnh ghép thì số ngày giảm bạch cầu hàn đối với nhóm Bullseye là 10 ngày, đối với nhóm Buflu là 7 ngày, thì sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với B là 0.001. Về ngày hồi phục bạch cầu hạt sau ghép thì đối với nhóm Bullseye, bạch cầu hạt hồi phục vào ngày 11 sau ghép và nhóm Buflu là ngày 12 sau ghép, nhưng mà sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Về ngày hồi phục bạch cầu hạt thì theo nghiên cứu của chúng tôi thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm Bullseye và Buflu. Điều này cũng tương đồng với các nghiên cứu của thế giới. Đa số thì chúng ta thấy rằng họ cũng không có sự khác biệt giữa ngày hồi phục bạch cầu giữa hai nhóm Bullseye Buflu. Chỉ có một nghiên cứu của Patent thì có sự khác biệt thôi. Về dòng tiểu cầu thì trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi, đối với nhóm Bullseye thì tất cả 50 bệnh nhân đều có giảm tiểu cầu dưới 20.000. Đối với nhóm Buflu thì có 3 bệnh nhân tiểu cầu không giảm dưới 20.000, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với B là 0.02. Về hồi phục tiểu cầu thì nhóm Bullseye có 5 bệnh nhân không hồi phục tiểu cầu, chiếm 10%. Riêng nhóm Buflu thì toàn bộ 21 bệnh nhân đều hồi phục bạch cầu, đều hồi phục tiểu cầu. Tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Về số ngày giảm tiểu cầu thì đối với nhóm Bullseye, giảm tiểu cầu kéo dài trong 15 ngày, còn đối với nhóm Buflu là 10 ngày. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với B là 0.01. Về ngày hồi phục tiểu cầu thì đối với nhóm Bullseye thì
hồi phục tiểu cầu vào ngày 18 sau ghép, còn nhóm Buflu thì hồi phục tiểu cầu vào ngày 16.5 sau ghép, nhưng mà sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Thì so với các nghiên cứu của trên thế giới thì cũng có một số nghiên cứu là họ cho thấy sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê, nhưng mà cũng có những nghiên cứu thì cho thấy là sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Và thường thì nhóm Uflu thì có tiểu cầu hồi phục, cái ngày hồi phục tiểu cầu ngắn hơn là của nhóm Busai. Về việc đánh giá chimerism và N30 sau ghép thì do trước đây tại bệnh viện truyền máu huyết học chưa làm cái kỹ thuật này, chúng tôi chỉ làm kỹ thuật này trong những năm gần đây. Thì trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi chỉ có 49 bệnh nhân được đánh giá chimerism, trong đó cả 49 bệnh nhân đều đạt được complex chimerism vào N30 sau ghép. Về các biến chứng trong quá trình ghép thì biến chứng xảy ra trước 100 ngày sau ghép thì đa số chiếm tỷ lệ cao nhất là sốt nhiễm trùng, rết niêm mạc miệng và tái hoạt CMV, và không có sự khác biệt giữa các biến chứng này giữa hai nhóm Buflu và Busai. Về biến chứng xảy ra sau 100 ngày sau ghép thì có một bệnh nhân thải ghép thuộc nhóm Busai, nhưng mà sự khác biệt này không có hiện thống kê giữa hai nhóm nghiên cứu. Về suy BHD mạng thì nhóm Busai có 48% bệnh nhân có biến chứng này, và Buflu thì 43% bệnh nhân. Sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê. Về tử vong do ghép thì có 4 bệnh nhân thuộc nhóm Busai thì có tử vong do ghép, và 2 bệnh nhân ở nhóm Buflu có tử vong do ghép, nhưng mà sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê. Về tỷ lệ tái phát sau ghép thì tỷ lệ tái phát sau ghép 2 năm của nhóm Busai là 35%, về nhóm Buflu là 11%, nhưng mà sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Về đánh giá thời gian sống không bệnh DFS 2 năm ở nhóm Busai là 59,1% và nhóm Buflu là 63,9%, nhưng mà sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê. Để đánh giá các yếu tố liên quan đến DFS 5 năm qua phân tích đơn biến thì chúng tôi khảo sát các yếu tố như tuổi, giới, nguy cơ theo chỉ số DRI, điểm HCTCI, chẩn đoán trước ghép, GBHD cấp, GBHD mạng. Thì chúng tôi thấy rằng các yếu tố như là tuổi, về chẩn đoán trước ghép là mới chẩn đoán hay là tái phát thứ phát, và có biến chứng GBHD mạng thì có ảnh hưởng đến DFS 5 năm. Từ đó thì chúng tôi phân tích đa biến các yếu tố này thì thấy rằng cả ba yếu tố này đều ảnh hưởng đến DFS 5 năm của bệnh nhân. Về tuổi thì đối với bệnh nhân dưới 35 tuổi thì có DFS tốt hơn là bệnh nhân trên 35 tuổi 2,6 lần. Đối với nhóm bạch cầu cấp dòng tủy mới chẩn đoán thì có DFS tốt hơn nhóm tái phát kháng trị là 3,3 lần. Đối với nhóm mà có GBHD mạng thì có GBHD mạng sẽ có DFS tốt hơn nhóm không có GBHD mạng gần gấp đôi. Về thời gian sống toàn bộ thì thời gian sống toàn bộ 2 năm của nhóm Busai là 60%, của nhóm Buflu là 69%. Tuy nhiên sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê. Thì cũng tương tự như DFS thì chúng tôi cũng khảo sát đơn biến các yếu tố như trên, thì chúng tôi cũng thấy rằng các yếu tố như tuổi, chẩn đoán trước ghép và có GBHD mạng cũng ảnh hưởng đến OS 5 năm của bệnh nhân. Và phân tích đa biến thì chúng tôi cũng thấy rằng tuổi dưới 35 thì có OS tốt hơn tuổi trên 35, bạch cầu cấp dòng tủy mới chẩn đoán thì cũng có OS tốt hơn nhóm tái phát kháng trị, và GBHD mạng, bệnh nhân có GBHD mạng thì cũng có OS tốt hơn.
Về so sánh với các nghiên cứu trên thế giới thì chúng tôi cũng thấy rằng rất là nhiều nghiên cứu họ cũng cho thấy rằng cũng không có sự khác biệt OS và DMS hoặc là tỷ lệ tái phát giữa hai nhóm sử dụng Bonsai và Bloom. Vì vậy chúng tôi có những kết luận như sau. Về phác đồ Bloom thì có thể áp dụng rộng rãi trong tương lai với hiệu quả tương đương với phác đồ Bonsai, nhưng mà trong đó chúng ta thấy rằng thời gian giảm bạch cầu hạt và giảm tiểu cầu thì ngắn hơn, như vậy thì có thể tốt hơn cho những bệnh nhân lớn tuổi. Ví dụ như bạch cầu thời gian giảm bạch cầu hạt ngắn thì mình có thể ít sử dụng kháng sinh, ít nhiễm trùng hơn. Tiểu cầu thời gian giảm tiểu cầu ngắn hơn thì có thể giảm cái lượng truyền tiểu cầu. Đối với những bệnh nhân trên 35 tuổi có nhiều nguy cơ tử vong tái phát hơn so với nhóm bệnh nhân trẻ hơn. Do đó, bác sĩ điều trị cần có một chiến lược chăm sóc nâng đỡ và theo dõi sát hơn ở các bệnh nhân lớn tuổi. Dị ghép tế bào gốc nên được tiến hành sớm khi bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy đang ở CA1. Đối với những trường hợp bạch cầu cấp dòng tủy tái phát kháng trị, việc áp dụng những hóa trị với cường độ mạnh trước ghép là cần thiết để giúp tối ưu hóa tình trạng lưu bệnh và cải thiện kết quả sau ghép. Nghiên cứu góp phần chứng minh hiệu ứng GVL tốt trong những bệnh nhân có sức nghiệm GVHD mạng sau dị ghép bằng phác đồ diệt tủy, Bonsai hay là Bloom. Vì vậy, các phác đồ ức chế miễn dịch mạnh chỉ nên áp dụng khi mà GVHD mạng có ảnh hưởng đến chức năng cơ quan trong cơ thể và nên điều chỉnh giảm dần khi mà GVHD đã được kiểm soát nhằm bảo tồn hiệu ứng GVL lâu dài, giảm nguy cơ tái phát cho bệnh nhân. Dạ, tôi xin hết, chân thành cảm ơn ạ.